Cá đỗng bà con ta biết hết, cá đỗng với bà con, cá đỗng ta ăn rất tốt cho sức khỏe mà nó cũng rẻ tiền, dễ nấu, dễ chiên, dễ xào vân vân. Nhưng mà cá đỗng không phải nó tốt như vậy mà ai cũng ăn được đâu nha bà con. Có người không ăn được là những người không được ăn cá đỗng để bệnh của mình mau lành, mau bớt, mau khỏi. Chứ còn không ăn cá đỗng vào thì nó rất khó chịu đối với những người có rối loạn nhịp tim, dị ứng, vận động mạnh, sơ gan, rối loạn chức năng gan, dị ứng với hải sản, rối loạn tiêu hóa, vô sinh, nam yếu sinh lý là vui lòng đừng ăn cá đỗng bà con ơi. Còn ngoài ra cá đỗng nó tốt vô cùng, nó tốt cho những người ăn cá đỗng nha bà con. Nó tốt cho người ăn cá đỗng là tốt cho trẻ em, tốt cho người lớn, tốt cho người mới ốm dậy, bao bầu, bệnh gút, tốt cho tim mạch, dinh dưỡng tốt cho cơ thể đang cho con bú. Nhưng mà ăn cá đỗng này thì ta ăn bình thường như những loại cá khác, nhưng nó đặc biệt là ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày bà con ạ. Bà con ơi, kênh chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, cho nên bà con có thấy được đăng ký được 4 video của chúng tôi sớm đến với bà con, đến để biết được bệnh gì, ăn gì và không nên ăn những gì. Bà con đăng ký nha bà con, ủng hộ chúng tôi, và đồng thời như vậy nữa là bà con chia sẻ để mọi người biết được cùng nhau mạnh khỏe bà con ơi. Cá đỗng những người không ăn được là những người rối loạn nhịp tim, dị ứng vận động mạnh, sơ gan, rối loạn chức năng gan, dị ứng với hải sản, rối loạn tiêu hóa, vô sinh và nam yếu sinh lý là vui lòng đừng ăn cá đỗng nha bà con. Còn ngoài ra cá đỗng nó tốt cho người ăn, trẻ nhỏ, người lớn, người mới ốm dậy, bà bầu, bệnh gút, tốt cho tim mạch, dưỡng da, tốt cho cơ thể đang cho con bú. Ăn bình thường như những loại cá khác, nhưng ta ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn bà con ơi. Xin chào, tạm biệt.